Thời gian thấm thoát trôi qua và cũng đã sắp đến ngày chúng ta phải chia tay Đấu Trường Chân Lý mùa 11, một mùa giải đáng nhớ với các tổng hệ thú vị. Dù meta nửa sau mùa giải phần lớn xoay quanh các tướng bốn vàng, nhưng sự đa dạng đội hình luôn được duy trì. Hôm nay hãy cùng XTV điểm qua một số đội hình đáng nhớ để kết thúc mùa 11 thật trọn vẹn nhé! Không cần biết sức mạnh ra sao, nhưng ở bảng cuối cùng này, Thần Tài chắc chắn được săn đón nhiều nhất khi điểm số hay áp lực leo rank đã không còn. Nếu muốn đánh top 1 những màn comeback cảm xúc hay đơn giản là giải trí đơn thuần thì đây vẫn luôn là một lựa chọn hoàn hảo. Đương nhiên, ta nên có 3 Thần Tài từ sớm để bắt đầu chuỗi thua và duy trì đến khi nổ hũ. Riot cũng rất biết cách chiều lòng người chơi khi tăng điểm may mắn lên kha khá ở vòng 3 giúp tích hũ tốt hơn. Nhưng điều được nhiều người quan tâm có lẽ là đội hình xoay sang sau nổ hũ và ta sẽ có 2 lựa chọn được cho là tối ưu nhất. Đầu tiên là đội hình quen thuộc mang tên xạ thuật sư, đấu sĩ. Lý do khá đơn giản khi đội hình có nhiều tướng chất lượng để tận dụng các chiến lợi phẩm sau khi nổ hũ và ngưỡng sức mạnh đã ổn định trong meta. Cách xây dựng đã quá quen thuộc với 4 đấu sĩ, 4 xạ thuật sư, đồ vật lý cho Kai'Sa và Saya như Sojin, vô cực, cung xanh, diệt, đồ phép cho Teemo, còn đồ thủ cho Galio, Silas. Đội hình thứ hai thường được chọn sau khi xoay bài, chắc chắn không thể bỏ qua Sử Gia. Sử Gia đã trở lại tương đối mạnh mẽ tại chung kết thế giới vừa rồi và cũng đem về rất nhiều top 1. Khả năng tận dụng sức mạnh các biến số từ đồ cổ hay sau khi nổ hũ giúp 7 Sử Gia có thể dễ dàng vươn tới top 1 nếu bài ra đẹp. Ưu tiên hàng đầu vẫn là 7 Sử Gia cùng những Illaoi, Morgana, Ngộ Không, Lee Sin. Trong đó, Irelia và Kale 3 bùa phép sẽ là carry chính, Zoe phụ đam với các đồ phép, còn Galio là chống chịu chính. Được tranh giành với đông đảo tuyển thủ tại chung kết thế giới, Tử Thần, Đấu Sĩ tiếp tục là một trong các đội hình dẫn đầu phiên bảng cuối mùa. Vẫn với khả năng càn quét mọi đối thủ, các tướng cận chiến của bài sẽ là nỗi khiếp sợ với bất kỳ kẻ nào. Với đội hình rất nhiều tướng 4 vàng, ta sẽ có lối chơi phát 8 quen thuộc ở 4.1 hay 4.2. Đội hình đầy đủ gồm 4 Tử Thần và Đấu Sĩ là Rek'Sai, Kha'Zix, Aatrox, Kindred, Yone, Kayn, Galio và Silas. Ngoài ra có một biến thể nữa với Kindred và Yone 3 sao carry nếu ra nhiều Kindred và có trang bị phù hợp. Đồ vật lý quen thuộc cho Kayn và Yone vẫn là quyền năng, cung xanh, bàn tay hoặc huyết kiếm cùng áo trong bóng tối. Đồ phép cho Kindred 3 sao với bùa xanh, quỷ thư, mũ phù thủy, còn đồ thủ cho Galio và Silas. Sau khi debuff ở bàn vừa rồi, Mặc Ảnh đã có ngưỡng sức mạnh tốt hơn rất nhiều và được săn đón. Thậm chí chỉ cần ra ấn là sẽ được chốt luôn và pro build một bài đấu ít bị tranh giành. Đội hình khá cơ bản với 7 Mặc Ảnh, dù buộc phải có thêm ấn, nhưng nếu có thì ngưỡng sức mạnh sẽ cực kỳ khủng khiếp. Lineup gồm Jax, Aatrox, Senna, Volibear, Kai'Sa và Udyr. Các slot còn lại có thể ưu tiên U Linh với Shen, Caitlyn và Illaoi. Carry chính là Kai'Sa và Senna, nhưng thường sẽ ưu tiên lối chơi up cấp hơn để hoàn thành 7 Mặc Ảnh từ sớm nếu đã có ấn. Về trang bị, khi lên đủ bài sẽ có tới 4 hình xăm, nên các hình xăm oanh tạc hay cuồng nộ sẽ cho Kai'Sa và Senna.
còn lại sẽ flex với các hình xăm chống chịu cho Volibear và Udyr. Đây cũng sẽ là bốn tướng cầm trang bị cơ bản. Tiếp tục là một đội hình được cạnh tranh bởi nhiều cờ thủ xuất sắc tại chung kết thế giới. Ta có Lux hiền giả. Với carry 2 vàng 3 vàng, ta ưu tiên slow roll ở cấp 6 để kiếm Lux và Janna 3 sao. Amumu 3 sao sẽ là quân cờ quyết định Lux có được chơi game và có thể đạt top cao hay không. Ta sẽ roll hắn ở cấp 7 và lên cấp để hoàn thành form gồm Janna, Lux, Zira, Amumu, Dyna, Illaoi, Annie và Morgana. Trang bị cho Lux ưu tiên Sojin, Nashor, ngân bảo thạch. Amumu là chống chịu chính với nỏ sét, dây chuyền trục tội và thú tượng hoặc các món thủ khác. Còn lại flex cho Zira, Janna nếu 3 sao và Illaoi. Sau nhiều bản được tăng sức mạnh liên tiếp, lối đi riêng đã phần nào chứng minh được sức hút và tiếp tục được săn đón. Với đội hình này, chắc chắn ta sẽ ưu tiên bắt nhiều tướng 2 sao để kẹp vào đầu trận và ghép đồ sớm hướng tới chuỗi thắng. Sau đó lên thẳng 8 và roll tướng 4 vàng 2 sao. Bất kỳ tướng nào lên 2 sao cũng có thể trở thành carry và tank chính, nhưng ưu tiên hàng đầu sẽ là Ashe và Kai'Sa carry, trong khi Annie, Nautilus và Ornn là chống chịu chính. Trong meta hiện tại, người chơi lối đi riêng không lên 9 mà sẽ roll chết ở 8 để kiếm 4 vàng 3 sao. Bất kỳ tướng nào không bị tranh, ta đều có thể bắt và húp 3 sao để có tỷ lệ top 1 cao hơn. Trang bị ưu tiên cho Ashe là combo quen thuộc, cuồng đao, cung xanh, vô cực. Kai'Sa cũng tương tự với các món vật lý. Đồ thủ cho Annie như thú tượng, vuốt rồng, trái tim kiên định. Các đội hình nâng cấp tướng không còn quá hot như các bản trước và Riot đã bóc khá Kobuko ở 14.14 với tốc đánh và kích thước. Điều này giúp hắn trở lại và nếu ra được nâng cấp, mình nghĩ bạn nên chọn ngay vào luôn. Lối chơi có lẽ đã quá quen thuộc rồi, hãy chọn nâng cấp cập móng may mắn và Hyper Roll Kobuko 3 sao sớm nhất có thể. Ghép cho hắn đồ thủ, ưu tiên dây chuyền, vuốt rồng và đánh lại chuỗi thắng. Sau đấy lên thẳng 9, kẹp 6 hoặc 8 đấu sĩ cùng những Irelia, Huey hay Saya để phụ đam là hoàn thành. Không phải các đội hình 4 vàng đã gắn bó với chúng ta xuyên suốt mùa 11. Hắc ám mới là đội hình khép lại mùa giải được nhiều người lựa chọn. Dù các bắc 14.14 của Alun hay Yone bản chất không ảnh hưởng nhiều, nhưng hắc ám vẫn là một lựa chọn mạnh và ổn định. Đặc biệt khi sở hữu ấn, con đường hoàn thành 6 hắc ám sẽ dễ dàng hơn nhiều và có thể eco lại và slow roll Alun 3 sao tại cấp 7 hoặc 8. Ta sẽ có các tướng chính gồm Silas, Alun, Seth, Yone, Darius và Yorick. Các lựa chọn kẹp sau đó sẽ là 4 thuật sĩ hoặc Azir, Ornn và Irelia cầm ấn là hết bài. Trang bị cho Alun là Sojin, Quyền Trượng, Quỷ Thư, còn lại sẽ flex. Hy vọng các đội hình này sẽ giúp bạn khép lại mùa 11 thật rực rỡ và cùng hướng đến mùa 12 với thật nhiều điều mới mẻ và thú vị nhé!